các bác nhá. Các bác đã trang trí mai đào gì chưa? Nhà tôi đây có một cây mai, cây đào, hai cây gần nhau. Đào là đào rừng ấy, trồng ở góc mé sân. Thì đang trăng đèn nháy ở dưới giờ tối cho nó đẹp. Đây là một cái cây đào được trồng ở cái bồn cây, thân gốc của nó cũng khá to đấy các bạn. Thân to này. Và được trồng ở cái bồn cây ở nhà, ở dưới góc sân. Hiện bây giờ thì là đang có nụ rất là đẹp. Khả năng Tết năm nay là rất là đẹp đấy các bạn. Đào này là đào phai, đào ăn quả đấy, đào năm cánh đơn. Trồng ở đất này thì có vẻ là nó phát triển khá tốt các bác ạ, đẹp. Bên này là một cây mai, nhưng mà mai ở trồng ngoài Bắc này không gì nhỉ, không chỉnh được cái ra hoa ấy, thời tiết cho nên là khả năng là hoa không có hoa, chỉ có nụ thôi. Đấy, mà nó chưa bật hoa. Đấy, ngoài ra thì có hoa cúc gì, hoa trước cửa. Đấy, đây là một dàn hoa gì nhỉ, hồng, hoa hồng bạch. Đấy, của vợ. Đấy, sai hoa lắm các bạn, hoa trắng hồng. Đây là những cái mà vườn ở trước cửa. Quay lại lan của chúng ta nhé. Thưa các bác, thì cái thời gian này ấy, thì chúng ta chăm sóc lan của chúng ta như thế nào? Thế thì dịp này, bắt hôm nay là lập xuân rồi, thì là hôm nọ tôi đã có một cái clip là nói về cái bác nào mà muốn kích thích cho nó phát triển mầm ấy, thì thời điểm này là thích hợp rồi. Thế còn không thì chúng ta sẽ đưa những cái giỏ lan xuống kiểm tra gốc, xem là có thể phải diệt sên này, nhặt cỏ này. Đấy là trong cái giai đoạn này chúng ta rất là cần thiết. Tại vì cái mầm gốc mà nó lên ấy, mà bị con sên mà nó tiêu diệt thì là coi như là rất là nguy hiểm, mất đi cả một giỏ lan ngay. Thế nên các bác phải chú ý trong cái dịp này nhé, đưa xuống kiểm tra cẩn thận, để làm tránh mất một cái mầm, là mất đi một cái tương lai của một năm mới. Các bác đã nhìn thấy rõ cái mầm gốc đã nảy chưa? Mầm gốc đã nảy rồi các bác nhá, đã nhú hết lên rồi. Khả năng đây nó làm cái chậu mới. Đấy, nhìn như thế này thì không cần phải kích chích choác gì, tại vì theo tôi quan sát thì mầm nào gốc nào cũng có một hoặc hai mầm rồi. Hai mầm là ok rồi, không cần gì phải kích chiếc gì nữa. Đấy là tự nhiên các bạn, đây là tôi không hề kích đâu. Hôm nay là ngày 23 ông Táo đấy, ngày 23 ông Chạp, tầm qua là lập xuân và hôm nay là ngày 23. Đấy, mà cái loại này, cây này nó đã nảy mầm rồi. Đấy, mầm gốc đã bằng nhú bằng hạt thóc rồi. Đấy, rất là nhanh. Đấy. Nên là cái việc mà kích ki hay là hỗ trợ của nó chỉ cần hỗ trợ thêm thôi, chứ còn để tự nhiên nó vẫn tốt các bác ạ. Để tự nhiên nó vẫn ra ki bình thường. Đấy, đây là một cái rất là tự nhiên. Đấy, mà không phân thuốc gì cả, không kích chích choác gì cả. Thực ra chích choác là nó cũng không chẳng tốt gì đâu. Đây các bác nhìn cái chậu như này. Đấy. Thì những cái thân của nó là bắt đầu đã nhú hết mầm rồi. Nhú hết mầm rồi, đây này. Đấy, treo như này mà nó còn chọc xuống đất này. Ngọn còn cắm xuống đất này. Đấy. Cái này nó cao được khoảng 1m7 ạ.
1m75, 1m8. Đấy, khả năng đây này, các bác nhìn gốc đây nha. Gốc đây nha, mà đây là đến được mấy ấy mà mắt mắt đã lồi từ chỗ này này. Đấy, mắt lồi từ đây. Đây là cây này rất là sai hoa. Đấy, bây giờ thì ta cứ phải cung cấp cho nó đủ nước, tại vì khi nó đã có mầm rồi thì chúng ta phải cung cấp đủ nước. Đấy, để cho cái bộ rễ nó vẫn hút dinh dưỡng, bộ rễ còn lại nó hút dinh dưỡng này. Hai nữa là cần nước để cho cái độ căng, làm sao cho hoa của nó đẹp. Đấy, các bác xem này, nó sưng mắt tận đến gần gần gốc luôn ấy. Năm nay phải nói là khả năng là hoa rất là đẹp ấy. Lá ở trên này còn một vài lá nữa thôi, còn thân rụng hết. Đấy, chơi hoa là nó phải như thế này các bác ạ. Chứ chúng ta suốt ngày kích chích chác, kỳ nó ngắn có li ti thì chán lắm, nhìn nó buồn, chẳng bao giờ được ngắm hoa. Đấy, như thế này là khá đạt, ngọn thì mập và dài. Chuyển sang một cái thân khác xem thế nào. Cái những cây mà chơi ở vườn ấy thì là các năm là đã biết được nó là cái loại nở sớm hay là nở muộn, tại vì mình chơi một số dòng là nó quen thuộc rồi các bác, thì biết được cái thời điểm mà nó ra hoa. Đấy. Đây. Cái gì nhỉ, cái mắt cũng đã bắt đầu lồi lên rồi. Thì cái dòng này của tôi là nó cũng nở khá sớm. Thì kiểm tra xem là gốc xem nó đã có cái mầm gốc chưa, mầm gốc đã lên chưa. Các bác thử cùng quan sát với tôi nhé. Cái này mầm gốc hơi khuất một chút nhưng mà cũng đã có mầm gốc rồi đấy, đã nhú ra rồi. Đây là nhú tự nhiên các bác nhá, nhú tự nhiên chứ không kích kiếc gì đâu. Tôi rất là hạn chế kích, trừ trường hợp coi như là bắt buộc thì chúng tôi phải kích thôi các bác nhá. Cũng đã qua mầm và mắt cũng bắt đầu sưng rồi. Đấy, là những cái cây này là nó nở sớm, nở sớm. Đấy, kiểm tra một hồi thì là cây đã, nhiều cây đã có sự phát triển của một năm mới. Mà năm nay như đợt trước đã nói với các bác là năm nay lập xuân nó sớm, cho nên là tất cả các cây như cây lan của chúng ta cũng vậy thôi, nó sẽ phát triển sớm hơn các năm. Năm nay hoa sẽ sớm hơn các năm. Nụ bây giờ năm nay đã thấy nhú rồi. Thường thì các năm thì phải đến tầm tháng 2 âm ấy, sang tháng 2 âm ấy, đầu tháng 2 âm thì mới thấy có hiện tượng là nhú mầm, nhú nụ. Thế nhưng năm nay thì khá sớm, khả năng là chỉ đến tháng 2 là chúng ta đã có hoa để chúng ta xem rồi. Các năm nó phải tháng 3. Đấy, thì khả năng nó sớm như vậy. Thì các bác cũng về kiểm tra của nhà mình. Nếu mà thấy có hiện tượng này thì chúng ta nên chăm sóc khác đi. Chúng ta sẽ tưới nước vào gốc, vào thân để cho cái sự phát triển cho nó đầy đủ nước, không bị thiếu nước nữa. Nói vậy thôi chứ còn mùa này thì bắt đầu nó có những cái mưa phùn. Như đêm qua là bắt đầu đã có mưa phùn rồi. Thì những cái mưa phùn này là mang cái độ ẩm rất cao cho cây. Thế thì cây nó dựa trong cái điều kiện mà khí hậu tự nhiên ấy, là bắt đầu nó ra nhú mầm và ra hoa. Đấy là cách rất tự nhiên. Những cái cây mà nó khỏe như thế này thì chúng ta cũng chẳng cần phải kích kiếc gì đâu. Nó tự ra bông ra hoa rồi và ra kỳ. Đấy, rất tự nhiên và rất đẹp, không bị ảnh hưởng đến cái chất kích thích. Xin chào các bác nhé.